Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay Bếp Ngon 688 tôi rất là vui khi đã được gặp lại các bạn trong cái video mới này. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp và thực hiện cùng nhau pha chế một cái cốc trà xanh vô cùng thơm ngon. Vậy thì pha chế nó như nào cho đúng cách thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp và thực hiện làm trong cái video này các bạn nhé. Đấy các bạn nhé. Thế thì để pha chế được một cái cốc trà xanh hay là một cái ấm trà xanh rất là ngon và đặc biệt nó không bị nồng, nó có vị thanh mát và màu sắc của nó thì rất là trong xanh và đẹp, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một cái phần trà xanh, cái lá trà xanh. Thì cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng ở đây thì hiện tại là tôi sử dụng 200g lá trà xanh. Thì các bạn lựa chọn cho tôi cái phần lá trà xanh là các cái lá trà xanh bạch tẻ như này nhé, không non quá mà cũng không già quá, để chúng ta cái khi mà ở cái độ tuổi lá bánh tẻ này thì cái lượng nhựa của chè nó rất là nhiều, và đặc biệt là cái giai đoạn này cái nhựa chè này khi mà chúng ta ướp để chúng ta sử dụng nó sẽ rất là ngon. Đấy thì các bạn chuẩn bị cho tôi là 200g cái lá chè bánh tẻ như này. Đây thì sau đấy thì các bạn đun cho tôi sôi nước lên nhé, và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta trùng qua cái phần lá chè này. Thì để trước khi chúng ta trùng qua cái lá chè để chúng ta đưa vào chúng ta ướp ấy, thì các bạn sẽ cùng với tôi là chúng ta sẽ phải là dùng tay chúng ta vò cái phần lá chè đi, vò qua phần lá chè nhé. Chúng ta cũng không cần vò kỹ, chúng ta chỉ cần vò để nó dập cái lá chè, dập cái phần lá chè này đi. Cụ thể là như này, ví dụ như các bạn có một cái lá chè như này thì các bạn sẽ vò làm sao để nó dập, đây nó dập ra, nó dập cái lá này ra, để chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ướp, chúng ta trùng lá, sau đó thì chúng ta ướp nó sẽ rất là ngon. Bởi vì khi mà dẫn dập cái lá chè này ra thì cái phần nhựa của nó khi mà chúng ta đưa vào ướp nó sẽ được thấm đều ra với nước, và khi đấy thì chúng ta uống nó sẽ rất là ngon, nó có một cái hương thơm rất là thanh mát. Đấy, sau khi mà chúng ta đã vò qua cái phần lá chè thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta trùng qua phần lá, trùng qua lá chè. Đấy, các bạn sẽ rót đều cái phần nước sôi vào đây và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đảo đều trùng qua phần lá chè với nước sôi. Xong cái thì chúng ta chỉ cần trùng qua trong vòng 30 giây thôi, 15 đến 30 giây thôi là chúng ta sẽ chắt cái nước này đi. Rồi. Đây này, các bạn nhìn thấy này, cái phần nước trùng lá chè này, mà khi mà chúng ta đã vò qua cái lá này thì cái phần nhựa này là một phần nó đã ra đây, và cái nước của chúng ta đã nhìn nó cũng khá là đẹp rồi. Bây giờ thì tôi sẽ sử dụng một cái phích. Ok, tôi sẽ sử dụng một cái phích hãm. Chúng ta sẽ cho cái phần lá chè đã được trùng vào phích. Bây giờ thì chúng ta sẽ rót đầy cái phần nước sôi ngập lá chè, và chúng ta sẽ ướp cái phần lá chè này của chúng ta trong vòng 1 giờ đồng hồ. Đấy. Ok, giờ chúng ta sẽ ướp cái phần lá chè này của chúng ta trong 1 giờ đồng hồ, sau đó thì chúng ta sẽ cùng rót cái phần nước chè tươi này của chúng ta để chúng ta cùng thưởng thức các bạn nhé.
Bây giờ thì tạm thời tôi sẽ tắt cái video này đi. Đợi khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì tôi sẽ cùng với các bạn sẽ quay lại cái video này và thực hiện thưởng thức cái ly trà tươi này các bạn nhé. Ok, đây các bạn nhé. Vậy thì sau khi chúng ta hãm cái trà tươi này của chúng ta trong vòng 1 giờ đồng hồ thì bây giờ chúng ta sẽ lại quay lại với nhau để thực hiện cùng thưởng thức cái ly trà tươi rất là thanh mát này các bạn nhé, trong những cái ngày hè. Đây, bây giờ thì tôi sẽ thực hiện là tôi rót ra cho các bạn xem. Đấy, thì lưu ý là các bạn nên hãm cái chè này trong khoảng 1 giờ đồng hồ thì chúng ta mới đưa ra để chúng ta rót ra để chúng ta sẽ thưởng thức. Tại vì khi mà các bạn ướp chè mà không đủ thời gian ấy, thì cái phần nhựa chè nó không có ra tiết ra đều với cái phần nước của chúng ta thì nước sôi này này thì nó sẽ không làm cho cái cốc trà của chúng ta được ngon đâu. Đây các bạn nhìn thấy này, tôi review gần lại cho các bạn xem thì cái trà xanh của chúng ta nó có cái màu rất đẹp, và đặc biệt là khi mà đưa lên mũi ngửi thì nó có cái một cái hương thơm rất là thơm, rất thanh mát. Cái này khi trong những ngày mùa hè mà chúng ta thưởng thức thì rất là ngon. Đấy, thì ở trong cái phần khi mà chúng ta ướp trà pha cái phần trà tươi này này thì thông thường nếu mà bạn nào thích thì sẽ cho thêm giúp tôi cái phần đường nhé, sẽ cho thêm một cái ly, một thìa cà phê đường để sẽ giúp cho cái phần trà của chúng ta nó cũng rất ngon. Nhưng mà ở đây thì tôi không dùng đường cho nên là tôi chỉ dùng nước không này thôi. Tôi sẽ hướng dẫn cùng các bạn, cùng chia sẻ cùng các bạn cái cách mà chúng ta pha chế được một cái cốc trà tươi thơm ngon như nào. Thế để mà trong mùa hè chúng ta sử dụng thì các bạn sẽ sử dụng cho tôi cái phần đá. Đấy, nếu mà bạn nào mà uống nóng thì chúng ta uống nóng vào mùa đông, còn cái mùa hè này chúng ta sẽ dùng thêm phần đá. Đây, các bạn sẽ cho thêm những cái phần đá viên này vào khi chúng ta sử dụng thì nó chúng ta uống trong những cái ngày hè nó rất là ngon, đặc biệt nó có cái nó thanh mát. Đấy, nó giúp cho cơ thể chúng ta mát, và đặc biệt là cái phần chè tươi này nó giúp cho cái đường ruột của chúng ta nó hoạt động rất là tốt. Và đặc biệt là khi mà các bạn dùng nhiều, dùng lâu năm thì cái răng lợi của chúng ta hay là cái hệ thống đường ruột của chúng ta nó rất là tốt luôn. Đấy, thì cái trà tươi này thì tôi hiện tại là tôi sử dụng khi mà tôi ở và tôi lớn lên cùng với lại bố mẹ tôi từ nhỏ, cho nên là bố mẹ tôi sử dụng cái phần trà tươi này hàng ngày, cho nên tôi cũng sử dụng hàng ngày, cho nên đặc biệt là cái phần răng lợi cũng như là hệ tiêu hóa của tôi rất là tốt luôn. Thì đây cũng là một cái video tôi sẽ cùng với các bạn chia sẻ cùng các bạn những cái kinh nghiệm cũng như là cái cách để chúng ta thực hiện pha chế được một cái cốc trà tươi trong cái mùa hè giúp cho cơ thể chúng ta thanh mát các bạn ạ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái cốc trà tươi này các bạn nhé. Rất là mát. Ok, vậy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngắn này của tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video thực hiện làm những cái món ăn cũng như là những cái thức uống bổ dưỡng cho cơ thể. Những cái món ăn ngon nhé các bạn nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video mới, những cái video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé.